xin kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp phần 2 của bài số 5 với tự đề là Trường sinh bất tử. Phần 2: Giữ mất cho còn. Chúa Giêsu đã dùng chính mạng sống của Ngài để dạy chúng ta một quy luật tâm linh khác. Ngài phán: Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Câu 25. Nói cách tóm tắt là, giữ thì mất, cho hay hy sinh bỏ mình thì còn tồn tại. Chúa Giêsu muốn dạy một quy luật khác cho những ai muốn sống một cuộc đời hy sinh, làm theo đường lối và mẫu mực của Ngài. Các môn đồ của Chúa Giêsu là những người do thái, rất thông thạo và quen thuộc về nghi lễ dân sinh tế chuộc tội của thời cựu ước. Sau khi giải cứu dân do thái ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập. Đức Chúa Trời đã ban bố luật pháp của Ngài cho người do thái và cùng những chi tiết về việc dân sinh tế để làm hình bóng về sự chết của Ngài. Người do thái trong thời cựu ước theo luật pháp của môi xe thì mỗi khi phạm tội họ phải dâng một con sinh tế như bò, chiên hay chim bồ câu để thế mạng cho bản án tội lỗi của chính mình. Rồi thầy tế lệ giết con sinh tế, lấy máu con sinh tế dâng trên bàn thờ. Thì Đức Chúa Trời mới tha tội cho người ấy. Cái chết của con sinh tế trả thế bản án cho người có tội. Tác giả thư Hebrew cho biết, còn như đấng này, Chúa Giêsu đã vì tội lỗi dân chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 10 câu 12 Sinh tế bị giết và dân trên bàn thờ trải qua các đời chính là hình bóng về sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá để cứu chuộc mọi người ra khỏi bản án tội lỗi. Vì vậy mà trong cùng một luồng tư tưởng đó, rằng Baptic Tích đã giới thiệu Chúa Giêsu với dân chúng tại sông Jordan là kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng tất tội lỗi thế gian đi. răng đoạn 1 câu 29b Tác giả thư Hebrew cũng đã viết rằng theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Đấng Christ đã dân mình chỉ một lần, đặng cất tội lỗi của nhiều người. Hebrew đoạn 9 từ câu 27 đến câu 28 Kết cục của sự hy sinh của Chúa Giêsu mà ngày kia như hộp lúa mì sau khi gieo xuống đất sẽ nảy mầm, mọc lên cây lúa mì, sau đó sẽ kết đầy hộp. Sứ đồ dân sau đó cũng được sự khải thị của Chúa cho thấy rằng Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng Chúc cho đắng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Khải huyền đoạn 5 câu 13 Phần Ba La Mã hầu việc theo ý Chúa sau khi chúa giêsu đưa ra quy luật hộp lúa mì chết đi thì kết quả được nhiều chúa giêsu cũng nói đến phần thưởng cho những người dám liều mình vì danh chúa giêsu mà sống theo quy luật này phần thưởng có hai phần thứ nhất những người đã dám hy sinh vì danh chúa giêsu chẳng những kết quả được nhiều đem đến ích lợi cho chính mình và còn cho những người khác nữa chính người bằng lòng hy sinh cho chúa sẽ không bị mất mà sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Câu 25B Này, Phần thưởng thứ hai còn quý báu có giá trị hơn phần thưởng trước rất nhiều. Đó là được Đức Chúa Trời tôn quý. Chúa Giêsu phán, nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Câu 26 đây là những quy luật mà Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta trong phân đoạn kinh thánh này. Những người muốn hầu việc Chúa Giêsu thì phải theo Ngài, phải đi con đường của Ngài đi. Chúa Giêsu đã phán, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. ma thi đoạn 16 câu 24 Vác thập tự giá theo Chúa Giêsu trên con đường về Dolorosa dẫn đến đồi Gogota bị đóng đinh có thể hiểu theo nghĩa đen nhưng hầu việc chúa giêsu Quá sự hy sinh chịu khổ chịu khinh bỉ đau đớn sỉ nhục vì tin lành đó là sự theo chúa giêsu mà người muốn theo ngài phải chấp nhận người theo chúa phải theo ý chúa giêsu lựa chọn chứ không thể theo ý riêng của chúng ta muốn trên bước đường đó chúa giêsu phản môn đồ không hơn thầy tôi tớ không hơn chủ ma thi đoạn 10, câu 24. Người hầu việc Chúa phải chấp nhận nếp sống hạ mình, khiêm nhường, bằng lòng nhận sự thua thiệt, hy sinh, chịu khổ, chịu nhục vì danh Chúa giê Giêsu. Chúa giê Giêsu phán, ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Câu 26b. Chúa giê Giêsu cũng phán đầy sự khích lệ rằng nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Câu 26c. Đức Chúa Trời có phần thưởng cho những kẻ dám chịu hy sinh vì danh Chúa Giêsu. Chúng ta không rõ phần thưởng đó là gì, nhưng chắc chắn người lựa chọn con đường hầu việc Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ bị thiệt thòi. Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi đối diện với Ngài lúc chúng ta gặp mặt Ngài. Trước khi qua đời, sứ đồ Phaolô đã nói đến những phần thưởng tôn quý này qua hình ảnh mão triều thiên Ông nói với Timothée, người con thuộc linh của ông rằng, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy, đã giữ được đức tin hiện nay, mạo triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Timothée nhì đoạn 4 từ câu 7 đến câu 8 chính Chúa Giêsu cũng đã khích lệ các con cái Chúa trong hội thánh Simitner về sự trung tín và mẫu triều thiên dành cho những người trung tín với Chúa Giêsu cho đến chết rằng người chớ ngại điều mình chịu khổ này ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục hầu cho các ngươi bị thử thách ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày khá giữ trung tín cho đến chết rồi ta sẽ ban mũ triều thiên của sự sống Khải Huyền đoạn 2 câu 10 Chúng ta ngày nay không thể hiểu hết về giá trị của những chiếc mão triều thiên công bình và mão triều thiên của sự sống sẽ như thế nào. Nhưng chắc chắn đây là những phần thưởng vô cùng quý báu dành cho chúng ta là những kẻ dám liều mình theo Chúa và trả lời sự kêu gọi của Ngài dẫn thân trên con đường hầu việc Ngài cho đến Ngài chúng ta đối diện với cứu Chúa. Trong bước đường theo Chúa và hầu việc Chúa Chúng ta cảm ơn Chúa về những phước hạnh của Ngài ban cho không kệ xiết ngay bây giờ và những bỗng lọc trong cuộc sống tạm bợ này mà chúng ta đang được hưởng như tình yêu thương giữa một thế giới đầy thù hận, sống vui mừng giữa một thế giới đầy khó khăn và buồn thảm, bình an giữa một thế giới đầy chiến tranh khủng bố, nhiều sự hoang mang và bất an. Theo Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta sống trong sự thỏa lòng vì có những trái thánh linh giúp cho chúng ta biết nhịn nhục nhân từ hiền lành trung tính mềm mại và tiết độ thể hiện trong đời sống chúng ta trong khi người thế gian ăn thua manh mưu trả thù đối xử độc ác bất nhân hung dữ và vô độ còn có sự phước hạnh nào trên trần gian có thể ví sánh với cuộc đời bình an thánh khiết mà Chúa ban cho những người dám liều thân theo Ngài. Có nhiều người trong chúng ta nói rằng mình yêu Chúa Giêsu, nhưng có ai dám nói với cứu Chúa chúng ta rằng: Lạy Chúa, Chúa đi đâu, con sẽ quyết đi theo Ngài? Như sứ đồ phê rơ đã thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Dâng đoạn 21, câu 16b. Xin Chúa giúp mọi chúng ta có thể yêu cứu Chúa cách thắm thiết và bởi tình yêu đó dám sinh ngài hãy sai phái chúng ta trong công việc ngài. Chương trình đọc sách giảng giải Phúc âm của Hội Thánh Tinh Lành Liên Hiệp Đà Ra xin tạm ngừng tại đây. Xin mời quý thính giả đón nghe bài tiếp theo trong kỳ tới. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email darraunitedchurch@gmail.com hoặc bình luận trên Facebook Hội Thánh Tinh Lành Liên Hiệp Đà Ra. Nguyện xin Chúa ban cho quý vị sự tươi mới mỗi ngày trong hành trình theo chúa xin chào thân ái và hẹn gặp lại